Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu về quê giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói: bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông không phải là con bác thợ sao? Mẹ của ông không phải là bà Maria? Anh em của ông không phải là các ông Giacôbê, Joseph, Simon và Judah sao? Và anh chị em của ông không phải đều là bà con lối xóm của chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông ta được như thế? Và họ vấp ngã vì người. Nhưng Đức Giêsu bảo họ: ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi. Người không làm phép lạ tại đó vì họ không tin. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn, trong bài đọc thứ nhất, Sứ sách sáng thế cho chúng ta thấy chính Thiên Chúa vì yêu thương con người đã làm ra con người theo hình ảnh giống như Thiên Chúa và cho con người làm bá chủ chim trời, gia súc, tất cả mặt đất và mọi giống loài. Thiên Chúa đã sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa để rồi Thiên Chúa ban phúc lành cho họ. Và Thiên Chúa phán là hãy sinh sôi nảy nở cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất này. Hãy làm bá chủ các biển chim trời và mọi giống vật bò trên mặt đất. Đây, ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống trên mặt đất và mọi thứ có trái mang hạt giống để làm lương thực cho ngươi. Còn đối với dã thú thì Ngài ban cho chúng mọi thứ cỏ xanh tươi để làm lương thực. Và rồi cái điều đó cho chúng ta thấy là thể hiện cái tình yêu của Ngài. Bởi vì Ngài muốn cho chúng ta có được tất cả mọi thứ sung túc và sống trong cái tương quan mật thiết của Ngài. Dựa trên cái việc mà chúng ta làm chủ ấy, Ngài mời gọi từng người chúng ta khi mà Ngài ban cho chúng ta tất cả những điều ấy trong bàn tay mình với toàn quyền quyết định, thì chúng ta phải sử dụng tất cả những cái phương tiện ấy cho thật tốt để mà làm cho đời mình hạnh phúc và làm thăng tiến xã hội con người, qua đó tiếp tục kiện toàn cái vũ trụ mà Thiên Chúa ban cho, Thiên Chúa tạo dựng nên, và qua đó chúng ta làm cho Thiên Chúa được ca ngợi qua cái hình ảnh và cái hành động lao tác của chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, và đó là điều mà Thiên Chúa muốn ngày hôm nay khi chúng ta mừng lễ cùng với giáo hội mừng lễ Thánh Giuse lao động. Và nhờ công việc của Ngài mà thực hiện với lòng mến, không phải để lãng phí thời gian, không theo sở thích riêng. Thánh Giuse đã dạy cho chúng ta biết biến lao động thành một phương tiện để thánh hóa cuộc đời mình. Bởi vì trong lao động chúng ta cộng tác với Thánh Thiên Chúa, lao động để chúng ta biểu lộ lòng mến với Thiên Chúa. Công việc tay chân hay trí thức không quan trọng, là mà điều quan trọng là thực hiện cái điều đó bằng tình yêu, bằng sự nhiệt thành và có ý ngay lành, tức là làm cho những cái công việc mình làm ấy mang lại cái lợi ích cho con người, cho xã hội, và qua cái công việc ấy để mà ca tụng Thiên Chúa. Nhưng kính thưa cộng đoàn, chúng ta thấy chính Ngài đã giao cho chúng ta toàn quyền quyết định và làm bất cứ cái điều gì mà chúng ta muốn. Thế nhưng bởi vì cho chúng ta tự do nên nhiều khi chúng ta thái quá, chúng ta bào mòn cái biển, bào mòn cái rừng. Trước đây thì chúng ta vẫn, khi con còn đi học thì con vẫn còn được thầy cô của chúng con dạy rằng là Việt Nam của chúng ta là rừng vàng biển bạc. Vì vậy các em cứ việc tận dụng, các em cứ việc dùng cái khả năng của mình để mà tận dụng, và cứ thế để mà sử dụng cái rừng vàng biển bạc ấy. Đúng, thực sự chúng ta có rất nhiều tài nguyên, và chúng ta dựa vào cái rừng vàng biển bạc ấy để mà sống, để mà lao tác. Thế nhưng chỉ có một điều là chúng ta đã bào mòn cái rừng ấy quá đáng,
và chúng ta đã nạo cái biển ấy nó quá đáng, để rồi ngày nay vẫn còn là rừng vàng biển vàng, nhưng chỉ theo một ý nghĩa khác, đó là vàng mà là vàng mắt, bạc là bạc đầu. Bởi vì đi câu hoài, đi biển hoài, không còn một con cá nào, bởi vì chúng ta vào nó phá mòn. Rừng cũng vậy, bao nhiêu cánh rừng đã chọc đầu vì cái sự lợi dụng của chúng ta để kiếm kinh tế, mà chúng ta không tạo ra cái sản phẩm kế thừa, tức là chúng ta không làm cho nó phát triển lên trong tất cả mọi thành phần ấy. Kính thưa cộng đoàn, cái điều đấy làm cho con nhớ lại rằng là cũng một cái bài học đó, nhưng chính người Nhật người ta lại dạy cho con cái mình khác. Người ta lại dạy cho con cái cháu chắt của họ rằng là đất nước của chúng ta không có một tài nguyên nào hết. Và vì vậy, các bạn hãy học, hãy tìm hiểu để tạo ra cái sản phẩm cho xã hội dựa trên những điều mà thiên nhiên không ban tặng. Từ cái việc dạy con cái của họ vậy, nên học sinh của họ ý thức từng ly từng tí, họ tận dụng tất cả những gì mà họ có, và qua đó họ có được cái ý thức để rồi họ tạo ra cái sản phẩm kế thừa, và họ từ cái sản phẩm kế thừa ấy họ làm cho đời sống kinh tế của họ được bền vững và môi trường của họ được phát triển. Kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay khi mà chúng ta mừng lễ Thánh Giuse thờ cũng là lúc mà Thiên Chúa nhắc nhở cho chúng ta hãy ý thức cái vai trò của mình, con cái Thiên Chúa. Hãy tận dụng những gì Thiên Chúa ban, nhưng đừng làm cho cái điều mà Thiên Chúa ban ấy nó đi đến một cái chiều hướng quá quắt, để rồi nó cạn kiệt cái nguồn tài nguyên thiên nhiên. Ở trong cái thông điệp về Laudato Si, chính Đức Giáo Hoàng Francisco ngài mời gọi từng người chúng ta hãy xây dựng nơi anh chị em sống trở thành một môi trường trong sạch, một nơi ở trong lành. Và từ cái điều môi trường trong sạch và nơi ở trong lành ấy, nó không chỉ là ở bên ngoài với cái cây, với cái không khí, mà còn cả ở trong cung lòng của chúng ta. Chúng ta hãy ý thức để dọn dẹp tâm hồn của chúng ta cho thật sạch sẽ, để rồi qua đó chúng ta làm cho cái đời sống tâm linh của chúng ta được bình an. Chúng ta hãy hít thở lấy bầu không khí đó là tình yêu của Thiên Chúa, để rồi qua cái việc mà Thiên Chúa trao ban cho chúng ta cái tình yêu của Ngài, và Ngài nói ở trong cái diễn từ bánh hàng sống, hãy đến với Ngài để rồi hưởng nhờ cái bánh hàng sống ấy từ kính múc, từ cái thịt và máu của Ngài. Đó là dưỡng chất mà Ngài ban cho chúng ta mỗi khi chúng ta kết hợp với Thiên Chúa trong bí tích thánh thể, bí tích của tình yêu, bí tích mình và máu Đức Kitô. Xin cho mỗi người chúng ta nhận ra điều đó, để rồi trong cái lao tác hàng ngày, trong cái việc cơm áo gạo tiền, chúng ta không chỉ là chỉ kiếm miếng ăn để mà đắp vào thân xác chúng ta cho đủ mà thôi, nhưng dựa vào cái việc kiếm ăn ấy, chúng ta cũng đi vinh danh Thiên Chúa, và qua cái việc vinh danh Thiên Chúa, chúng ta làm cho đời sống chúng ta chuyển đỡ hơn qua tương quan với anh chị em mình trong lao động và trong kinh doanh.